Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khu dân cư thôn 4 xã Tuần Hưng huyện Quế Châu tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày hội văn hóa quân dân. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc với cử tri chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thường lệ cuối năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp. Điện lực Khoai Châu làm tốt công tác chăm sóc khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khu dân cư thôn 4, xã Tuần Hưng, huyện Khoai Châu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân và Ngày hội Văn hóa Quân dân. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Khu dân cư thôn 4 xã Tuần Hưng, huyện Khoái Châu có 430 hộ dân với 1.468 nhân khẩu. Những năm qua, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng một người một năm. Các dòng họ đều có quỹ khuyến học, các dòng họ xây dựng quỹ khuyến học được trên 300 triệu đồng. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã giảm. Năm 2022, khu dân cư có 10 gia đình đạt gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền các cấp, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%. Những năm qua, ban công tác mặt trận kết hợp với tất cả ngành đoàn thể đã vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới và đã vận động kêu gọi những người con xa quê, nhân dân đồng lòng đóng góp sức người sức của, rồi hiến đất mở rộng đường giao thông và hiến đất để xây dựng công trình phụ trợ nhà văn hóa. Đồng chí Trần Quốc Toàn biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả mà cán bộ nhân dân khu dân cư thôn 4 xã Tuần Hưng, huyện Quế Châu đã đạt được trong thời gian qua, nhất là nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền các cấp, ban công tác mặt trận thôn cần tiếp tục đoàn kết xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng chí nhấn mạnh. Cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của địa phương về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chỉnh đốn đảng, nắm chắc tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư tại các khu vực có dự án. Ở đây thì tôi đề nghị là chúng ta phải nắm rõ, tuyên truyền giữa người dân cụ thể, đúng chủ trương chính sách của đảng và đúng quy định pháp luật của nhà nước để người dân hiểu và đồng thuận và chủ động để tổ chức thực hiện. Ban công tác mặt trận thì tích cực chủ động vận động nhân dân và phát huy tinh thần tự lực tự cường, thi đua học tập và lao động sáng tạo để phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là giám sát cán bộ đảng viên ở khu dân cư, tiếp tục động viên khích lệ nhân dân nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới ở cộng đồng dân cư và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao hỗ trợ cho hai hộ nghèo của xã xây dựng nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ là 60 triệu đồng một nhà, trao 25 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu dân cư thôn 4. Tại ngày hội, khu dân cư thôn 4 được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Chiều qua, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Hưng Yên trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo tới cử tri thành phố Hưng Yên dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 12 năm 2022. Cử tri kiến nghị cần mở rộng quy mô trường lớp đối với bậc trung học phổ thông để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Có kế hoạch làm nốt tuyến đường chưa hoàn thiện trên địa bàn xã Liên Phương
và cần đẩy nhanh tiến độ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới, hiến đất mở rộng đường. Thay mặt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn trân trọng tiếp thu, giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên giải quyết những nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền. Đồng chí mong muốn cử tri thành phố Hưng Yên ủng hộ, đồng thuận với chủ trương chính sách của tỉnh trong thời gian tới vì sự phát triển của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung. Sáng nay, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Văn Lâm. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Văn Lâm phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong năm 2022, đồng thời phản ánh kiến nghị một số vấn đề như quan tâm nguồn kinh phí hoạt động cho ban công tác mặt trận khu dân cư và các chi hội đoàn thể của thôn, đầu tư kinh phí để cải tạo mở rộng đường giao thông nông thôn, việc nạo vét tu sửa kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho các thôn. Đề nghị tỉnh công nhận khu tập thể địa chất là khu dân cư địa chất xã Tân Quang, chế độ cho cán bộ chuyên trách cấp xã, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đồng chí ghi nhận, tiếp thu và yêu cầu các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương giải trình làm rõ, tuyệt đối không để người dân bức xúc gây dư luận xấu dẫn đến khiếu kiện hoặc làm ảnh hưởng đến công tác phát triển chung của tỉnh. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đề xuất hỗ trợ mỗi nhà văn hóa 1 tỷ. Tôi hoàn toàn nhất trí. Văn phòng đồng ý, văn phòng ủy ban nhân dân là chuyển thành công chức cấp xã chứ không phải là cán bộ không chuyên trách. Nên phụ cấp cũng nên nêu cũng khác nhau. Thì tỉnh cũng đã đề nghị với này Bộ Nội vụ rồi, để Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ cho thêm bổ sung đội này, nhưng hiện nay là chưa có ý kiến trả lời. Tương lai tiếp tục. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực cải cách hành chính, phát huy mọi nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho người dân. Năm 2023 này có rất nhiều việc khác. Toàn bộ người nghèo không nơi nương tựa, người già, cô đơn, toàn tỉnh khoảng 2.000 nhân khẩu sẽ được chuyển sang bảo trợ xã hội, tức là nuôi toàn bộ trận đời. Trước đây thì không có đâu. Là đời sống của cán bộ, công nhân viên trong toàn tỉnh được tăng lên khoảng 10 triệu bình quân một đồng người trên năm. Đó là tăng về bảo hiểm y tế. Bắt đầu từ năm 2023, sẽ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và người bị nhiễm chất độc da cam. Đồng chí nhấn mạnh, Văn Lâm là địa phương đi đầu của tỉnh về phát triển công nghiệp cũng như các hạ tầng khác. Tuy nhiên, cần phải làm tốt hơn nữa công tác định hướng phát triển chung. Trước mắt, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch phát triển giao thông, bởi đây là điều kiện đầu tiên để phát triển. Trong đầu tư cần cân nhắc ưu tiên các công trình trọng điểm. Đường vành đai 4 ở cái nội dung rất là quan trọng nối Văn Lâm này và cái đường lên xuống với đường 5A của chúng ta đi qua Văn Lâm này. Cái nút giao thứ hai là đường cao tốc Hà Nội Phòng 5B thì đây là nút giao tập thể và chắc chắn là có một đường nối, tức là đường lên xuống đường 379 là qua Văn Giang ấy và đường lên xuống nữa ở kết nối với xã. Như vậy từ đây mà ta đi Hưng Yên sau này ta không đi cái đường cũ nữa mà chạy thẳng đến đường kết nối sản, chạy thẳng xuống. Vì cái đường kết nối sản là chạy đến thủ đô nội đấy, đến thành phố Yên, giáp sông, sông đi đâu thì đường đi đó. Thì sau này đi Vân Lâm đi rất là thuận lợi, chạy xuống thành phố Yên cũng rất lợi, mà đi sang thủ đô nội cũng rất thuận lợi. Chạy theo đường vành đai 4 là số 1. Dự tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
cử tri xã Tống Phan và thị trấn Trần Cao kiến nghị một số vấn đề như quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non tập trung và một số nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Tống Phan đã xuống cấp. Một số hệ thống kênh mương nội đồng xuống cấp cần được đầu tư nâng cấp, có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và xử lý ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, tình trạng dạy thêm, học thêm quá tải gây bức xúc trong dư luận, quan tâm chế độ chính sách cho người cao tuổi. Những ý kiến của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu giải đáp với từng nội dung theo thẩm quyền để cử tri nắm rõ, chia sẻ và giám sát việc thực hiện, đồng thời tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Sự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Mỹ có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Yên Mỹ kiến nghị về lĩnh vực nội vụ, đặc biệt là vấn đề tăng thu nhập cho công chức viên chức, bởi có tình trạng công chức viên chức nghỉ việc do lương thấp và áp lực công việc. Tăng chỉ tiêu biên chế giáo viên còn thiếu để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cử tri xã Nghĩa Hiệp kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường DH42 qua địa bàn thôn Yên Thổ, mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Thanh Xá. Cử tri thị trấn Yên Mỹ kiến nghị mở lại lối đi từ đường 379 vào nghĩa trang nhân dân thôn Trai Trang, bổ sung chức danh phó trưởng thôn cho thôn Trai Trang do đây là thôn đông dân cư. Đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các nội dung vấn đề khác sẽ được tiếp thu tổng hợp, gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng nay, thị xã Mỹ Hào tổ chức gặp mặt cán bộ, nguyên là cán bộ quản lý ngành giáo dục và tuyên dương khen thưởng những nhà giáo tiêu biểu. Tới dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy. Những năm qua, các thế hệ nhà giáo ở thị xã Mỹ Hào dành nhiều tâm huyết trách nhiệm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã ngày một phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội thị xã. Ngành giáo dục thị xã vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Trên 60 lượt tập thể và cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Trên 600 lượt tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua các cấp. Thị xã Mỹ Hào tiếp tục phát động thi đua, chung tay cùng các cấp các ngành và toàn xã hội chăm lo cho đội ngũ nhà giáo và ngành giáo dục và đào tạo. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11, tại trường Trung học phổ thông Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2022. 27 dự án đến từ 17 trường trung học phổ thông và 6 phòng giáo dục đào tạo tham gia cuộc thi ở các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo sản phẩm, nông lâm ngư nghiệp, giáo dục du lịch dịch vụ, y tế, sức khỏe, tài chính, kinh doanh, tạo tác động đến xã hội. Mỗi dự án có một gian hàng để trưng bày các sản phẩm, đồng thời tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thuyết trình ý tưởng tới các đại biểu và ban giám khảo. Kết quả hai giải nhất cho dự án sản xuất lắp ráp phân phối túi cứu hộ khẩn cấp xe máy đến từ trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão và dự án chế biến kinh doanh đồ ăn vặt healthy, câu lạc bộ đầu bếp tại trường học của phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Giang. Em cảm thấy là tất cả mọi thứ ở đây đều rất là tuyệt vời và sáng tạo ạ. Mọi học sinh đều có những ý tưởng riêng của mình. Tham gia cuộc thi cũng là cơ hội để chúng em có thể trau dồi những kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm cho bản thân mình. Sản phẩm mà hôm nay chúng em mang đến là sản phẩm sản xuất, phân phối và lắp ráp túi cứu hộ khẩn cấp xe máy ạ. Và là rất là may mắn khi được giành được giải nhất của chương trình ạ. Và thông qua chương trình này thì em muốn gửi đến một cái thông điệp cho các bạn thanh niên, các bạn học sinh sinh viên rằng là dám nghĩ, dám làm. Khi mà các bạn có một ý tưởng nào đó thì các bạn hãy bắt tay thực hiện, đừng chần chừ và như thế các bạn có thể tìm được thành công cho riêng mình ạ. Thông qua cuộc thi đã giúp các em học sinh được trang bị kiến thức, năng lực, kỹ năng và bồi đắp ý chí khát vọng khởi nghiệp cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời thực hiện kết nối nhà trường với doanh nghiệp, tạo môi trường tốt nhất cho hoạt động khởi nghiệp cho học sinh phổ thông. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp của tỉnh năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 180 hội viên là cán bộ Hội Cựu chiến binh. Trong 3 ngày tập huấn, các hội viên được truyền đạt 10 chuyên đề như vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề về chiến lược và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nội dung về công tác dân vận của Đảng. Lớp tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản về cả lý luận và thực tiễn giúp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh
nhận thức đầy đủ về hệ thống chính trị của Đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, điều hành quản lý, tạo sự thống nhất trong các hoạt động của Hội Cựu Chiến binh. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa nông thôn ứng xử thế nào với các công trình kiến trúc cũ là câu chuyện không hề đơn giản. Việc giữ lại những công trình kiến trúc cũ sẽ giúp đô thị mang đầy ký ức và những giá trị văn hóa nội tại. Câu chuyện ở làng Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Cổng đồng, chiếc cổng làng còn được thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang gìn giữ khá nguyên vẹn tới tận ngày nay. Theo các cụ cao niên trong làng, cổng làng Tam Kỳ được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm. Cổng làng đã chứng kiến bao đổi thay của một vùng quê cổ với nhiều lớp trầm tích văn hóa. Trước cổng ấy, nhìn ra cánh đồng là bốn chữ thị vị đại đồng, tức là mắt người ta nhìn ra đại cánh đồng to. Cánh đồng làng này là mênh mông bát ngát ở ngoài. Đi qua cổng làng Tam Kỳ là con đường lát gạch đỏ. Đô thị hóa ở đây không làm mất đi con đường lát gạch nghiêng. Người dân trong làng vẫn luôn tự hào về điều này. Và con đường gạch đỏ cũng mang trong mình những câu chuyện văn hóa bao đời. Mỗi một người con gái đi lấy chồng, nếu lấy chồng làng thì như thế là nộp 300 viên. Thế và lấy chồng ở thôn này thì là sẽ phải nộp 500 viên. Mỗi người đi trên cái đường này là rất phấn khởi, tức là toàn dân là đóng góp. Thôn Tam Kỳ còn giữ được hai chiếc giếng cổ có niên đại 1.200 năm. Nước giếng bây giờ vẫn trong, vẫn ngọt. Người dân không ra đây múc nước như ngày xưa. Nhưng những dấu tích trên miệng giếng là biết bao ký ức của nhiều người dân trong làng. Mùng 5 tháng 5 người ta xin về để tắm cho trẻ, nữa rôm sảy. Thế rồi xin về để làm tương ăn. Đây là một số hình ảnh mà kiến trúc sư Nguyễn Thế Khải, một người con của làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, đã vẽ lại là cơ sở để bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các công trình kiến trúc cũ của làng. Bắt đầu từ năm 2013 là dân làng thôn Tam Kỳ chúng tôi là rất chú trọng đến việc khôi phục lại các công trình cổ, đặc biệt là trong đó là năm 1997 thì là đã là gọi là tôn tạo lại cái cổng làng. Cuối năm 2012 là chúng tôi tiếp tục là khôi phục lại hai cái giếng cổ. Cổng làng, đường làng, giếng làng là những công trình kiến trúc gắn liền với đời sống văn hóa của làng. Mỗi công trình đều mang trong mình những câu chuyện và những giá trị văn hóa tích tụ cả ngàn năm. Văn hóa kết tinh hàng nhiều nghìn năm, nhưng mà cái đổi mới mới chỉ là cái mới hiện tại. Một cái cũ của nó mới là cái cốt cách của một cái nền văn hóa dân tộc. Giữ cái đó là giữ cái nét văn hóa cho con cháu sau này. Những công trình kiến trúc cũ hiện diện trong lòng đô thị không chỉ thể hiện được kiến trúc nghệ thuật truyền thống và đời sống của cư dân đương thời, đó còn là cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại để mạch nguồn văn hóa dân tộc không bị đứt gãy. Thưa quý vị và các bạn, nhờ cải cách thủ tục hành chính chuyên nghiệp hóa trong các khâu, thời gian qua điện lực Khoai Châu đã được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao. Hình ảnh nhân viên tổ kỹ thuật vận hành triển khai vệ sinh công nghiệp trạm biến áp chuyên dùng trên địa bàn xã Tân Tiến. Và đây là buổi trao đổi của tổ tư vấn khách hàng cho cán bộ kỹ thuật vận hành điện tại nhà máy trực thuộc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Đài Loan. Công việc đều đã được lên lịch và triển khai theo kế hoạch bố trí trước nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp sắp xếp tốt nhất. Vừa không để gián đoạn sản xuất, vừa đảm bảo tính kế hoạch. Chúng tôi đánh giá rất cao cái công tác cung cấp điện liên tục ổn định của Điện lực Khoai Châu đối với doanh nghiệp. Nhân viên phụ trách điện của công ty thường xuyên được giúp đỡ về mặt nghiệp vụ chuyên môn từ cán bộ của Điện lực Khoai Châu. Qua đó thì giúp công ty vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và hiệu quả. Nhiều khách hàng là hộ sản xuất ở khu vực ngoài bãi sông Hồng, xa trung tâm huyện đã được Điện lực Khoai Châu quan tâm đến công tác an toàn ngay tại mạng điện gia đình. Mấy năm về đây, nguồn điện phải nói là quá tuyệt vời, hầu như là không bị mất và điện khỏe. Cái thứ hai đó là về phương thức thanh toán là chuyển khoản không phải đi mang nộp.
là huyện có lượng khách hàng sử dụng điện lớn nhất tỉnh với trên 75.000 khách hàng, trong đó có trên 100 khách hàng chuyên dùng. Để đảm bảo công tác cấp điện an toàn và liên tục cho doanh nghiệp và nhân dân sử dụng, Điện lực huyện Khoái Châu đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có công tác chăm sóc khách hàng đã được Điện lực chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc khách hàng đã góp phần tăng doanh thu, bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình vận hành, nên đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp trên đánh giá và ghi nhận. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.